Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 21 tháng 8 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 12 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 5.192 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 4 tháng 6, để đảm bảo an toàn giao thông, trong thời gian xây dựng cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã thông báo cấm người đi bộ và các loại xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông hai chiều qua nút giao Nguyễn Văn Linh, Hồ Sen, Cầu Rào 2. Cơ quan chức năng đã cắm biển cấm, biển hướng dẫn. Tuy nhiên, hàng ngày, người dân Hải Phòng vẫn bất chấp lệnh cấm để đi vào khu vực đang thi công. Cảnh sát giao thông cũng không ngăn được những người thiếu ý thức khi có rất nhiều lý do biện minh cho việc không chấp hành lệnh cấm, như nhà ở trong đoạn đường cấm nên buộc phải đi vào, sau đó những người khác đi theo. Một số khác thì viện cớ biển cấm cắm ở nơi không hợp lý, biển phải cắm ở giá Long Môn, cột vươn hoặc bên trái đường nên không chấp hành. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe ô tô đưa đón học sinh chở vượt quá số lượng cho phép di chuyển với tốc độ cao trên đường quốc lộ. Các em học sinh phải đứng chen chúc, đu bám trên cửa xe vô cùng nguy hiểm. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại vào chiều ngày 20 tháng 8 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chiếc xe đưa đón học sinh mang biển kiểm soát 86B00997 di chuyển với tốc độ cao trên đường. Nguy hiểm có thể xảy ra với tính mạng của các em học sinh bất cứ lúc nào khi để các em đu bám chen chúc trên cửa xe mặc cho cửa xe chưa đóng. Vào 10 giờ ngày hôm nay, xe khách Việt Thắng mang biển kiểm soát 76B00397 đang chuẩn bị đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi. Đến đường Nguyễn Hậu, đoạn giao với đường Vườn Lài, bất ngờ xuất hiện khói đen kèm theo lửa bùng cháy dữ dội trong xe, nên nhiều người hô hoán. Lúc này, nhân viên của hãng xe cùng nhiều người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe khách. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt. Rất may vào thời điểm trên, không có khách trên xe nên không gây thiệt hại về người, nhưng một số hàng hóa bị cháy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Theo thống kê, từ ngày triển khai thu phí ô tô dưới lòng đường đến nay, thu được 220 triệu một ngày. Trung bình mỗi ngày thu được 11 triệu một ngày trên 23 tuyến đường. Tuy nhiên, số xe không thu phí được chiếm từ 50 đến 60%. Như vậy, chỉ mới thu được 40% số phí thu được trên các tuyến đường. Một trong nhiều nguyên nhân là do việc tài xế không hợp tác với nhân viên thu phí không thu phí đúng giờ quy định hoặc đến trễ hơn giờ quy định, thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Giải pháp sắp tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao phần thu phí cho đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thu phí. Còn Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra xử phạt. Đồng thời, công tác phối hợp giữa các lực lượng cần tốt hơn, quy chế xử phạt, quản lý cần nghiêm minh hơn mới hạn chế tình trạng thất thoát thu phí như hiện nay. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hơn 1.000 xe hợp đồng hoạt động trá hình vận chuyển hành khách như tuyến cố định. Đó là chưa kể đến hàng nghìn xe chưa bị phát hiện. Loại hình vận tải mới này đang đe dọa đến vấn đề trật tự an toàn giao thông tại các đô thị lớn và làm xáo trộn hoạt động vận tải của các tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các địa bàn thành phố có rất nhiều địa điểm hoạt động của xe hợp đồng trái hình. Hầu hết đều chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần và đủ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh vận tải, hợp đồng với khách, lộ trình, khiến lực lượng thanh tra không thể bắt lỗi. Khi khách hàng có nhu cầu, sẽ có xe trung chuyển đón đến văn phòng đại diện hoặc tại địa điểm hẹn trước. Khách chỉ việc ký vào hợp đồng đã được nhà xe điền sẵn, thời gian, số xe, số ghế, số hợp đồng. Điểm duy nhất mà lực lượng có thể xử phạt chính là lỗi đón trả khách tại nơi có biển cấm dừng đỗ. Nhưng hầu hết, các doanh nghiệp đều sẵn sàng nộp phạt, song cũng sẵn sàng tái phạm khi lực lượng chức năng vắng mặt.
dù đã được xử phạt hàng nghìn xe nhưng các doanh nghiệp vẫn không hề sợ. Do vậy muốn xử lý tình trạng này thì cần có sự phối hợp giữa các liên ngành, chẳng hạn như là theo nguyên tắc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp không đủ điều kiện về địa điểm. Thưa quý vị, liên quan đến hoạt động ứng dụng gọi xe Grab tại thị trường Việt Nam, thì sáng ngày 21 tháng 8 tại Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương đã diễn ra buổi tọa đàm liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 86, trong đó các đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề xe hợp đồng điện tử. Theo đó, đa phần đại diện các doanh nghiệp taxi, các luật sư và chuyên gia giao thông đều phản đối định danh Grab là xe hợp đồng vận tải điện tử. Nguyên nhân được đưa ra là do không xác định được chủ thể ký hợp đồng vận tải điện tử là ai. Nhiều đại biểu cho rằng định danh Grab là vận tải hợp đồng điện tử là để lách các điều kiện kinh doanh của xe taxi. 92,3% người dân khẳng định Grab là đang tham gia giao thông và đón khách giống như taxi truyền thống. Các doanh nghiệp taxi truyền thống muốn đề xuất thay đổi quy định coi Grab là taxi và quản lý như taxi để tránh tạo sự bất công. Thực tế, dịch vụ gọi xe Grab đã được đưa vào Việt Nam hơn 4 năm và gây ra sự xáo trộn rất lớn đối với thị trường taxi trong nước. Loại hình dịch vụ này đã được định danh là xe hợp đồng điện tử, nhưng các hãng taxi truyền thống đang đấu tranh đến cùng để Grab bị siết chặt quản lý và giảm thế cạnh tranh. Thưa quý vị, xe dù bến góc là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đang nghiên cứu lắp đặt camera giám sát, xử lý vi phạm tại điểm nóng về bến góc xe dù. Giải pháp này đang được triển khai và áp dụng như thế nào và hiệu quả ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên. Hình ảnh quen thuộc trước cổng trường Đại học Thương mại trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Hà Nội. Nhộn nhịp, tấp nập không khác gì một bến xe thu nhỏ. Đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại một số tuyến đường xung quanh các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội. Còn đây là hình ảnh từ các camera trên đường Giải Phóng bên ngoài bến xe Giáp Bát. Các camera có nhiệm vụ giám sát các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe khách. Bằng những hình ảnh như thế này, khi phát hiện những chiếc xe vi phạm, dữ liệu sẽ truyền và lực lượng chức năng sẽ liên tục trực tiếp ngoài hiện trường để xử lý ngay. Không, đây là trường hợp, đây là do là người ta gửi hàng là tôi chỉ tạm dừng lại để tôi lấy công hàng thôi. Nói chung là em đi ra thì xuất bến thì nó vắng, các khách bây giờ toàn đứng ở đầu cổng. Thì tôi thì làm nghề này nó thế mà anh. Thì tôi thì bà con lên thì theo cái bệnh nghề nghiệp thì em cũng đưa bà con lên thì biết là các anh bắt là cũng đúng được quy định rồi thì tôi em khuyết điểm đi làm này xe rủ xe riếc nó nhiều quá, nó loạn lên ngoài đường. Đúng quy trình mà cứ đóng cửa, bán vé đóng cửa, đi ra đi về thì nhà xe không thể tồn tại được vì không có khách. Rõ ràng, tình trạng bắt khách dọc đường không chỉ xuất phát từ các nhà xe mà điều này còn xuất phát từ phía các hành khách. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, việc đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông tại các điểm nóng giao thông để tăng cường quản lý, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm theo hình thức phạt nguội là rất cần thiết. Khi mà triển khai lắp camera giám sát này rồi thì chứng minh được ngay vi phạm và lái xe chấp hành rất là tốt. Và qua đây thì chuyên gia giao thông cũng đề xuất là xin lắp tại các cái camera giám sát tại các cái điểm nóng để đảm bảo cho việc xử lý và chấp hành của lái phụ xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bởi ngoài việc tạo sức răn đe đối với các hành vi vi phạm thì cũng dần dần thay đổi thói quen xấu của người tham gia giao thông. Nói có sách, mách có chứng. Bằng những hình ảnh thu được, lái xe không còn đường chối cãi. Do vậy, biện pháp lắp camera giám sát đang được kỳ vọng là người giám sát vô hình để giảm nạn xe dù bến cóc. Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu của Đức Volkswagen hôm nay ngày 21 tháng 8 thông báo đang tiến hành triệu hồi 700.000 xe SUV trên toàn thế giới, đồng thời cảnh báo hệ thống đèn được thiết kế ở khu vực cửa sổ trời có nguy cơ bị chập mạch nếu thấm nước. Thưa quý vị, một phát ngôn viên Volkswagen xác nhận lỗi kỹ thuật trên ảnh hưởng đến các dòng xe hiện nay thuộc hai mẫu Tiguan và Tourance đang được sản xuất trước ngày 5 tháng 7 năm 2018. Theo tạp chí của Đức, sức nóng do chập mạch có thể khiến cho nóc xe hư hại và trong trường hợp xấu thì có thể gây cháy nổ. Người phát ngôn Volkswagen khẳng định tập đoàn đang tiến hành khắc phục lỗi trên và hy vọng quá trình thử nghiệm sẽ sớm hoàn tất để khách hàng có thể đưa xe đi sửa chữa. Trong thời gian chờ đợi thì các chủ sở hữu có thể tiếp tục sử dụng xe của mình miễn là họ không nhận thấy dấu hiệu chập mạch của điện. Trong đó thì hiện tượng đèn xung quanh không sáng hoặc là xuất hiện những vết xém xung quanh vị trí này. Vào cuối tháng 7 vừa qua thì Volkswagen cho biết tập đoàn này có khả năng buộc phải thu hồi 124.000 xe điện Volkswagen, Audi và Porsche do hóa chất hóa học Kemi có nguy cơ gây ung thư được sử dụng trong ắc quy của xe này. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng,
bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Thời gian gần đây, dư luận tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm về tuyến xe buýt số 28 với lộ trình bến xe khách Thái Nguyên đi Yên Ninh với thương hiệu Buýt Huy Hiệp. Chỉ sau 2 năm đưa vào khai thác, đã xảy ra ít nhất 4 vụ tai nạn, khiến 5 người chết thương tâm. Và thực trạng đáng báo động này, cơ quan điều tra sẽ có những kết luận cụ thể về vấn đề là đúng hay là sai. Nhưng với người tham gia giao thông thì đây là một thực trạng đáng lo ngại, ghi nhận của VTC 14. Ngôi nhà nhỏ này là tổ ấm của chị Vũ Thị Huyền và anh Phạm Thành Chính, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thuê lại của người dân trên địa bàn cách đây ít năm. Những kỷ niệm về người chồng quá cố do bị tai nạn giao thông vẫn được chị Huyền giữ nguyên một cách trọn vẹn. Người chồng của chị Huyền bị tai nạn giao thông khi va chạm với xe buýt Huy Hiệp. Ba mẹ con em thì ở đây cả xa, cả bên nội bên ngoại, nên là có cái gì thì tất cả là thỉnh thoảng thì nhờ cô ở bên cạnh gần nhà em đây, với lại bà nội ở Thế Tân Lập thì thỉnh thoảng ông bà cũng có qua lại chơi với cháu. Ra thì mọi khó khăn thì có lúc cảm thấy bế tắc lắm ạ. Con đường nhỏ dẫn vào nhà bà Đinh Thị Lạc có con trai là Bùi Văn Tuyển, lái xe cho buýt Huy Hiệp, bị tử vong do tai nạn giao thông vào đầu năm 2017. Bà Tuyển cho biết vụ tai nạn xảy ra khi con trai điều khiển phương tiện đâm vào đuôi xe tải. Hậu quả, con trai bà và một hành khách đi xe bị tử vong. Trong vụ tai nạn thương tâm này, cơ quan điều tra xác định lái xe buýt Huy Hiệp vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Một lần ông đưa cho 8 triệu là ông bảo là lên là hỗ trợ cho gia đình để là 49 ngày nó. Đấy, thế còn 22 triệu kia là làm ở viện. Ở viện thì ông thanh toán hết tiền thuốc, tiền chi phí này hết 22 triệu. Đấy, mỗi thế thôi. Thế còn thì là tôi chẳng biết cái gì cả. Thế còn nó sau khi mà con nhà tôi nó đi 100 ngày thì nó bồng bề nhau ra nhà ngoại. Thế từ ngày đến giờ là cứ hai ông bà ở với nhau thôi. Chẳng có vấn đề gì. Thì ông lên đây ông cũng đưa ra thì tôi cũng bảo là bây giờ thì tôi chỉ mong là các ông bây giờ bên về pháp luật hay là về bồi thường như nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng là ông chỉ thương hai cái đứa cháu thôi, mỗi thế thôi, chứ còn tôi cũng chẳng biết như nào. Tìm hiểu của VTC 14 cho thấy hầu hết các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe buýt Huy Hiệp đều xảy ra trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây nhất, tháng 8 năm 2018 là vụ tai nạn liên quan tới chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 20B01493 khiến một người tham gia giao thông tử vong. Thông qua điều tra các vụ tai nạn giao thông xác định hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do cái người tham gia giao thông là vi phạm các quy tắc về một là tốc độ, hai là vi phạm về lần đường và sử dụng rượu bia. Sử dụng rượu bia và đi lấn phần đường là hai nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả. Một tuyến xe buýt với 14 xe được đưa vào khai thác chỉ cách đây 2 năm, nhưng đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người tử vong. Không thể không nói, có quá nhiều điều bất thường xung quanh câu chuyện này. Bản tin giao thông an toàn ngày 21 tháng 8 của kênh truyền hình VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.
We'll be right back.